Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nhóm BRICS năm 2024. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chuyến công tác cũng góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga. Sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng lần này nhằm truyền tải thông điệp của Việt Nam về việc ủng hộ vai trò của các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS. Việc tham dự cái hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS cộng lần này trong thời gian mà Nga là nước chủ tịch luân phiên của BRICS thì còn thể hiện Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Theo dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp nhiều lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga và lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn của Liên bang Nga như Tập đoàn Dầu khí Nga, Tập đoàn Rosatom. Đây là dịp để hai bên thúc đẩy triển khai kết quả các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin hồi tháng 6, cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Putin vào tháng 8, cũng như chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 9 vừa qua. Lãnh đạo hai nước sẽ tập trung trao đổi về những phương hướng lớn của sự hợp tác song phương trong thời gian tới, cũng như trao đổi những vấn đề cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong 9 tháng đầu năm, tức 3 quý đầu năm nay đạt cái mức là 3,52 tỷ đô la. Tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là con số hết sức là ấn tượng. Sự tham gia của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS cộng lần này được nước chủ nhà Liên bang Nga hết sức coi trọng. Đây chính là sự tiếp nối và phát huy hiệu quả mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được xây dựng và củng cố qua nhiều thập kỷ, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hợp tác bền vững và tôn trọng lẫn nhau. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nga và tham dự hội nghị cũng góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng phát triển, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga vào đầu năm 2025. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nhóm BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10. Đây là hội nghị quan trọng của khối BRICS trong năm 2024 với sự tham dự của lãnh đạo hơn 30 nước và nhiều tổ chức khu vực. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi, đã có những chia sẻ trước thềm chuyến tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng của lãnh đạo Đảng nhà nước ta trong năm nay, một lần nữa khẳng định lại Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn bè và đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, việc tham dự hội nghị BRICS cộng lần này cũng là một thông điệp mạnh mẽ Việt Nam ủng hộ các cái tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương đang hoạt động trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm nâng cao tiếng nói và tính đại diện của các nước đang phát triển trong các cái vấn đề chung của thế giới để góp phần vào duy trì hòa bình ổn định ở trên thế giới và toàn khu vực. Nhân dịp dự hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS cộng lần này, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có kế hoạch dự kiến gặp gỡ hội kiến, hội đàm với nhiều lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế để cùng nhau trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác này, nhất là việc triển khai các thỏa thuận, các cam kết đã được ký kết để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả, sâu rộng. Và đây là một điều rất quan trọng. Nhưng mà điều chúng ta đặc biệt chú ý là cái việc tham dự cái hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS cộng lần này, trong thời gian mà Nga
là nước chủ tịch luân phiên của BRICS thì còn thể hiện Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chúng tôi cho rằng trong cái chuyến thăm lần này thì Thủ tướng chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ hội đàm và lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, gặp gỡ nhiều tổ chức kinh tế của Liên bang Nga để trao đổi về những phương hướng lớn cũng như những vấn đề cụ thể nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác hai nước trong tình hiện nay, nhất là giải quyết vướng mắc khó khăn trong công tác kinh tế, thương mại, năng lượng, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Và cái cuộc gặp lần này cũng để nhằm để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập ngoại giao hai nước vào đầu năm 2025. Và sau chuyến thăm này, hợp tác giữa Việt Nam và khối BRICS nói chung với các nước thành viên BRICS và các nước bạn bè của BRICS sẽ có bước phát triển mới, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước cũng như đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới.